Và tuần trước thì chúng ta đã được chứng kiến một cuộc đối đầu rất thú vị giữa hai team của Bình B và Hiếu Hakumen. Và ở đó thì chúng ta đã thấy rằng là team Bình B đã thắng một cách sát ván luôn với tỷ số 4-0. Và ngoài cái việc nhận được giải thưởng trị giá 2 triệu đồng của chúng tôi, team Bình B còn được một bữa lẩu nữa, một bữa lẩu từ team của Hiếu Hakumen. Và cùng với đó thì đội trưởng của đội Hakumen, đấy là Hiếu, đã phải để avatar của Bình B trong vòng 5 ngày. Đấy là một cái cú sốc về mặt tinh thần rất lớn dành cho Hiếu Hakumen. Và đến ngày hôm nay thì Hiếu Hakumen chưa thể vượt qua được cái cú sốc tinh thần đó. Phải nói thật là như vậy, để Hiếu Hakumen chưa thể xuất hiện ở đây. Nhưng có một đại diện khác của team Box Gaming, đó là Huy Đồ Sơn, vẫn còn rất cay cú với trận thua đó. Và ngày hôm nay muốn quay trở lại đây để tạo ra một cái điều gì đó giống như kiểu là phải tiêu diệt team Bình B đi, để khiến cho bản thân mình cảm thấy là đỡ bức bối sau một cái tuần đấu mà team Box đã để thua một cách trắng váy như vậy. Huy Đồ Sơn, cảm giác của em ngày hôm nay khi bước vào trận đấu này như nào? Dạ vâng, em xin chào tất cả các anh cũng như tất cả các bạn. Thì sau một cái trận thua mà không thể chấp nhận được, thì em đã họp kín lại cùng với đội. Thì em không tin tưởng vào anh Hiếu nữa. Và như vậy thì hôm nay em sẽ cùng với lại tin tưởng vào Trinh thôi. Em sẽ cùng với Trinh và cùng với hai người bạn nữa sẽ quyết chiến với anh Bình. Không thể để chấp nhận cái thất bại, nó có thể nói là không thể chấp nhận được. Anh có phải là những người xuất hiện ở tuần trước không em? Dạ không anh ơi. Trước tuần này có đá không? Dạ không anh ơi, có Trinh thôi. Dạ vâng. Anh phải gắp lời một chút. Tại sao thua anh mà lại gọi là không thể chấp nhận được là thế nào à? Dạ bởi vì anh nghĩ đấy là điều bình thường, anh nghĩ là điều bình thường. Không có gì bất ngờ cả và hôm nay nó cũng thế thôi. các bạn có thể nhìn thấy cái áo ở đằng xa ở chỗ của team Bình B không? Chỉ có người chiến thắng mới dám treo cái áo đó thôi. Thật sự là như vậy. Cái áo rất là cả khịa. Tôi nói thật, Bình B là một cái kiểu già, nhưng mà đúng là gà già càng gừng càng già càng cay đấy. Rõ ràng là như thế mà anh em cay phết đấy khi mà nhìn thấy cái áo đó, Bình B ạ. Đấy, anh nhắc về chuyện cái áo thì anh Bình có thể khoe giúp chiếc áo mà anh đang mang được không ạ? Hôm nay tôi phải đặc biệt lựa chọn đấy, áo của Nguyên Linh. Anh em hiện tại thì Nguyên vẫn đang còn ế tương đối đúng không em? Đúng vậy anh ạ. Đấy, nên là anh em hãy follow Nguyên Linh để có thể nhận được những cái chiếc áo đẹp như chiếc áo tôi đang mặc. Và nếu nói thật là ngày hôm nay mà anh mà thua mà Nguyên, thì cái chiếc áo này em không bao giờ có thể đẩy đi đâu nữa. Anh nói thật là như vậy. Cho nên là Nguyên đừng có tẩu xỉ vả anh như tuần trước. Anh biết mà, anh biết là tuần trước anh nhiều anti-fan lắm. Thực ra là này, mình đứng ở trên đỉnh cao ấy, mình hay bị nhiều anti-fan Bình B ạ. Cuộc đời nó như thế. Chính vì thế là mình cũng bình thường thôi. Mình cảm giác là lúc mà mình có nhiều anti-fan, tức là mình đang rất nhiều fan đấy. Chẳng qua là họ cố gắng là anti mình một tí cho nó đặc biệt thôi. Chứ còn thực ra là họ rất là follow mình, rất là quan tâm mình, rất là theo dõi mình thì họ mới anti được chứ. Đấy là điều mà tôi vẫn luôn suy nghĩ với cả các anti-fan của mình. Nguyên Linh, cảm giác của em khi bước vào trận đấu này như thế nào? Em mong chờ là một kết quả khác. Em mong chờ là một kết quả khác tại vì em biết là ở trong trận đấu tuần trước thì ngay cái lúc mà anh Bình kết thúc trận đấu cái là anh Quân đã tức tốc để có thể suy nghĩ cái đối thủ cho tuần này rồi. Thì mà để có thể nói về cái sự cây cú của anh Quân về anh Bình, khi mà anh Quân cây cú của anh Quân ở trong trường hợp này vẫn có thể chưa diệt được team anh Bình 4-0, đó là một kết quả mà lúc đó mọi người nhớ trên stream, lúc đó em còn không biết là nha, lúc đó em còn hỏi anh Quân ơi, có nên sỉ Hiếu tiếp không, khi mà nãy như vậy thì chưa còn cái gì nữa đâu. Nên rằng là em hy vọng tuần này khó cho em quá, khi mà em rất là muốn ủng hộ cho những hai đội, một người thì là phục thù, còn một bên thì mặc áo của đội em. Chương trình của tuần trước khép lại, tôi đã hỏi rất nhiều những người anh em của tôi rằng là các em có đang nói sai không đấy, mọi người có đang khẳng định sai không đấy. Họ bảo rằng là Hiếu Hakumen là và team Box là một trong những team mạnh nhất về FIFA tại Việt Nam vào thời điểm này. What? Whatever? What's up? Cái gì đó đang xảy ra vậy? Tại sao một team mạnh như thế với những gương mặt tuyệt vời như thế lại thua trắng váy 4-0 trước team của Bình B? Tất nhiên là team Bình B cũng là những người rất là ok về game FIFA, nhưng mà họ cũng không phải là một cái team thường xuyên đi đá giải này, thường xuyên gây ra những cái tiếng vang lớn.
đó. Nhưng mà đấy, kể cả trong game cũng thế, cũng giống như trong bóng đá, điều gì cũng thể xảy ra. Cứ không phải là khi mà bạn được đánh giá cao hơn trong một trận đấu thì bạn sẽ bước vào trận đấu đó với tâm thế là à, mình sẽ chắc thắng ở trận này. Cuối cùng mình thua, mà thua một cách nhục nhã, tôi nói thật. Thua nó bị thua 2-3, thua gì đó thì nó còn đỡ. Không hợp tình được hơn nè. 0-4 thì thật sự nhục. Và chúng ta sẽ chờ đợi ngày hôm nay xem team Hải Phòng 15-16 sẽ chiến đấu như thế nào với team của Bình B. Ở Hải Phòng nổi tiếng gì nhé? Dạ. Bánh mì cay Hải Phòng. Ở Hải Phòng thì nổi tiếng là ghẹ anh ạ. Hướng Hải Phòng là không đi ăn ghẹ là quá là sai lầm anh nhá. Mà lại còn nhưng mà trước, sơn nữa. Nhưng mà trước khi vào Hải Phòng thì... kiểu gì cũng sẽ nghe tiếng gáy của Huy. Đấy là tiếng gáy thực sự là nó hơi rỗng. Anh đến đây với một tư cách đấy là một người chơi FIFA. Tuy nhiên hôm nay anh cảm thấy anh là có năng khiếu về mặt âm thanh. Khi mà anh ngồi ở Hà Nội mà anh đã có thể nghe được những cái tiếng gáy nó đến từ Hải Phòng. Và cái điều đấy nó cảm thấy anh cảm thấy là team anh vẫn sẽ thắng được. Thực ra là tất cả những cái gì mà chúng ta nhìn vào ấy, có lẽ là chúng ta nhìn cái cách mà các game thủ họ xếp đội hình như thế nào. Và đó đã là cái điều rất là quan trọng. Ngay khi mà vừa vào thì nhìn người ta xếp đội hình như thế nào là đã biết rồi. Chỉ cần thế thôi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị bước vào một trận đấu rất thú vị giữa Duy Bill và Minh Hoàng. Tôi đã nhận ra gương mặt của Duy Bill rồi. Một cái gương mặt rất là lạnh, một cái gương mặt luôn tỏ ra rất bình thản trước trận đấu. Và ở trận đấu của tuần trước thì Duy Bill đã đánh bại Hiếu Hakumen, một trong những game thủ hay nhất của FIFA tại Việt Nam vào thời điểm này. Và Nguyên Linh, anh chàng Minh Hoàng của chúng ta trông cũng thật giống một gamer đúng không? Một người chắc cũng vừa chơi game vừa ăn rất nhiều. Đúng rồi. Cả hai đội đang làm đúng cái công thức chiến thắng của họ, tức là họ cứ giữ sạch lưới trước ở trong hiệp 1 và họ chờ đợi đến những cái cơ hội của họ, đã là phút thứ 70 của trận đấu. Nếu mà hai game thủ muốn làm gì thì đây chắc chắn là cái lúc wow, hai người cần làm. Son Heung-min. Son. Không đá ngay. Chuyền nước. Wow. Duy Miu đã ghi bàn rồi. 18.000 điểm của tôi. Trời ơi. Tôi đã bảo rồi, đừng bao giờ tin Nguyên Linh rồi. Cứ Nguyên Linh đoán cái gì thì chơi ngược lại là có điểm. Chắc chắn là như thế luôn. Thôi, đâu. Xin lỗi cái người mà lúc đầu nói rằng Minh Hoàng Phoenix gặp Minh Hoàng Phoenix là không có cửa đâu rồi. Này, Nguyên Linh ơi, anh đã bảo rồi, mình phải tin vào những gì mà mình được nhìn thấy, tin vào những gì mình đã được chứng kiến. Duy Bill là người đã thắng Hiếu Kakumen ở trận đấu trước, mà em hiểu Hiếu Kakumen là ở trình độ nào rồi đúng không? Đúng không? Tại sao em lại tin vào vị trí của mình như thế? Em chỉ muốn cho chương trình hấp dẫn hơn thôi. Em chỉ muốn không phải đây là một trận đấu ngược chiều, một chiều nữa, giống như ở trong tuần trước. Thì mà em vẫn đánh giá tuần trước là một cái tuần quá là outplay. Ronaldo. Bây giờ Duy cầm bóng thì tất cả mọi thứ đều xong rồi. Chỉ buồn với anh em ở trong trận này đánh team Hải Phòng. Thực sự chỉ buồn. Thế là ông Nguyên Linh mất 3.000 điểm rồi đúng không? Trời ơi anh ơi, điểm em lấy từ 2 tuần. Trời ơi. Chúc mừng Duy Bill vì đã một lần nữa thể hiện được khả năng của mình ở game này. Và chúc mừng team của Bình B vẫn cho thấy được cái sự ổn định rất cao, vẫn cho thấy được cái đẳng cấp rất cao của mình vào lúc này. Và xin chia buồn với team 15-16 của Huy vào thời điểm này. Thực sự là rất là buồn. Anh rất là xin lỗi khi lúc nãy comment rằng là mặt của Huy vào lúc này như bánh mì nhúng nước. Nhưng mà quả thật vào thời điểm này anh rất là muốn quay lại để nói chuyện với Huy vào lúc này. Người ta bảo là vạn sự khởi đầu nan Huy ạ. Mà đúng là khởi đầu nan thật. Dạ vâng, thì em thấy là nếu mà trận đấu mà lại trắng như hôm trước thì nó hơi buồn, nên là em chỉ đạo mấy anh em là thôi cho nhà trận đầu, trận đấu nó hay hơn. Còn những trận sau thì vẫn là của Hải Phòng thôi. Bình Bê thì sao? Một lần nữa Duy không làm anh thất vọng, anh cảm ơn em. Đấy, về là tí là có tinh tinh ngay. Chủ tịch thật hay. Như tuần nào mà đá mà cũng thắng như này là đúng là chủ tịch cũng lúc nào cười tươi rạng rỡ thật, thật sự. Ở trận đấu thứ hai này với sự xuất hiện của đội trưởng Captain. Captain, Captain này là Captain Hải Phòng, không biết là Captain Hải Phòng này có bộ giáp giống như là Captain America không, nhưng mà ngày hôm nay sẽ phải đối đầu với iRobot. iRobot, một anh chàng cũng đã thể hiện được rất nhiều điều ở trận đấu đầu tiên ở trận đấu trước đúng không hả Nguyên Linh? Em không dám tưởng tượng ở trong trận này nếu mà Huy Đồ Sơn thua thì lúc đó Huy sẽ nói gì, nên rằng áp lực thực sự cho em khi mà đã hai như vậy.
sau khi mà đã có một cái trận đầu như vậy, nên rằng là anh mong rằng khi mà anh nghĩ thời điểm hiện tại em thắng được trận này là một điều kỳ diệu. Xin lỗi Huy, anh phải nói thẳng. Tại sao lại thế? Tại sao? Bởi vì em nghĩ rằng iRobot rất hay đúng không? Những áp lực anh, cả hai yếu tố đều, tất cả yếu tố đều đúng. Và lúc này những áp lực dành cho Huy Đồ Sơn. Em biết iRobot là người đã hay. Huy ở trong tuần trước không thể hiện được đúng như là Huy mong muốn. Thậm chí ở trong trường trước, anh xin lỗi chứ, Huy em thậm chí còn thua một người về lý thuyết là mới chỉ đá FIFA được 2 tháng. Nên chẳng nói em có cay không? Người em đêm em có ngủ được đâu anh. Thành mù gáy cả một tuần luôn. Cả đêm em không ngủ được luôn. Và Nguyên Linh, tức là em sẽ đặt iRobot ở trận này đúng không? Em còn mấy nghìn điểm nữa, em có thể chia sẻ với anh không? Em còn được 2.000 điểm nữa. đi mà đòi Minh Hoàng nhá, đi mà đòi Minh Hoàng. 2.000 điểm nốt và quả iRobot này mà bay nốt ấy, anh nghĩ rằng là em nên cắt tóc đi. Anh nghĩ rằng là nếu mà 2.000 điểm này bay nốt thì rất là xin phép vợ của Nguyên Linh là ra cắt nốt cái chòm tóc ở trên đầu của Nguyên Linh đi. Vì chơi vô trách nhiệm, chơi đặt 3.000 điểm trong một cái trận đấu mà để thua trắng bay như vậy. Và trong đầu anh vào lúc này đang nghĩ về kèo thua của Huy Đồ Sơn rồi. Em không nghe. Em không phải anh không bảo là Huy Đồ Sơn sẽ thua iRobot ở trận đấu này, mà anh đang nói rằng là anh đang nghĩ về kèo thua của đội trưởng ở trận đấu này. Với Bình B thì anh vẫn muốn cắt cái bộ râu kia ở trên livestream, và lúc nào anh cũng muốn điều đó, chắc chắn là như vậy rồi, không thể thay đổi được, thật sự là như vậy. Còn với Huy Đồ Sơn thì anh đang nghĩ về một cái điều gì đó sẽ xảy ra với em, nhưng thôi, để tránh gây ra một cái áp lực rất lớn dành cho em trước khi mà trận đấu của em diễn ra thì anh sẽ giữ lại cái kèo đấy. Và tôi cũng mong muốn là khán giả sẽ comment rằng là các bạn muốn Huy Đồ Sơn làm cái gì nếu như Huy Đồ Sơn là người thất bại trong ngày hôm nay. Và các bạn sẽ gợi ý cho tôi cái điều đó đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cuộc đối đầu giữa iRobot và Huy Đồ Sơn. Trận đấu đầu tiên mà chúng ta vừa theo dõi thì tôi hoàn toàn rất là vui, có thể đánh khoảng 2 tuần nữa mới hết điểm của mình ở trên tiết đồ đây. Còn rất chia buồn với Nguyễn Linh, nếu mà trắng váy không còn điểm nào thì xin mời nhá, vợ em ra cắt cho anh một tí tóc ở trên đầu của em, bởi vì anh rất là khó chịu với cái tóc màu trắng của em đang có ở trên đầu vào lúc này. Các bạn có muốn cắt tóc của Nguyễn Linh ở trên livestream không ạ? Tôi rất muốn nhìn thấy điều đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa iRobot và Huy Đồ Sơn. Nguyên Linh ạ, 2.000 điểm của em. Anh đã cược, không em cược 1.000 điểm. À em cược 1.000 thôi à? Sợ bị cắt tóc à? Em cược vào chỗ nào đấy? Em cược vào chỗ của giống anh thôi. Nhưng mà anh đưa ra cái lời khuyên cho đúng vậy. iRobot hả? Anh đang rất thừa điểm nên anh đang cổ vũ cho Huy. Ok. Và anh đặt 1.000 điểm vào chỗ của Huy Đồ Sơn. Không có vấn đề gì hết. CG iRobot, tên của. Còn Huy Đồ Sơn ngày hôm nay thì hình như là đổi nick. Anh nhớ là Huy Đồ Sơn tuần trước là đặt là Curry đúng không? Curry ở Golden State Warrior phải. Wow! Chết rồi Huy ơi! Huy ơi! Đến ngay ở những phút đầu tiên! Đánh chóng! Cha bùm cùm với một quả đặt lòng thiện nghệ! Anh lại mày Huy ơi! Đừng để chương trình kết thúc sớm em ơi! 1-0 rồi mọi người, cái bàn thắng cực kỳ đẳng cấp của huyền thoại người Hàn Quốc. Vậy là Sancho đối mặt rồi, có người đang chạy lên em ơi, có người đang chạy lên. Qua được không? Son. Chuyên được. Còn. Lại tiếp tục chuyên. Wow. Benzema và điều ăn mừng quen thuộc. Benzema và điều ăn mừng quen thuộc. Anh em có thể chịu số được không ạ? Anh em Hải Phòng đâu nhỉ? Hải Phòng ơi, vào thời điểm này hãy cổ vũ cho team Hải Phòng đi. 15-16 ơi. 15-16 ơi, hãy cổ vũ đi. Huy Đồ Sơn vừa có một bàn thắng rất đẹp mắt để quân mình tỷ số trận đấu với iRobot. Rất hay. Nhưng mà lúc này thì cái sự outplay đã không diễn ra, chắc chắn một điều là cái sự outplay, cái sự out trình mà chúng ta đã đề cập nó đã không diễn ra mọi người. Cái bàn thắng sớm của iRobot không làm cho Huy nào đúng tí xíu nào, và thậm chí còn ngược lại, còn anh khiến đã cho nói Huy rồi. Đã hay hơn nữa. Anh đã nói rồi, tất cả những thứ gì mà anh đã được chứng kiến thì nó đều xảy ra cả Nguyên Linh. Đúng không? Thực ra mình phải tin vào... Anh nói cái yếu tố đó chứ, lúc mà em đặt cửa chẳng hạn, sao anh không nói yếu tố là lúc chiều cho dù trường hợp mà Huy bị dẫn trước thì lúc đó Huy vừa có bàn thắng tại vì tuần trước chẳng hạn. Tại sao em không đặt theo anh? Còn 1.000 lúc nãy em có thể hoàn toàn sửa sai mà. Đúng không? Em sợ bị cắt tóc đúng không? Oh no, và chúng ta cùng xem
Ba Lách. Rồi, Stachou. Quá đẹp. Quá đẹp mắt. Tất cả những bàn thắng của Huy Đồ Sơn đang tạo ra ngày hôm nay đều rất đẹp. Nhưng chưa buồn với Nguyên Linh, 1.000 điểm lại rời xa em rồi. Cái đó là cái đầu tiên mà anh nghĩ ra trong đầu à. Sao thời gian nó mà khen Huy vậy này? Bởi vì có hai điều anh rất muốn làm chương trình này. Một là cắt râu của Bình B và hai là cắt tóc của em. Đấy là những điều anh rất muốn làm ở chương trình này. Thật sự là như vậy. Và cái điều đó là cái điều mà anh rất là mong nó xảy ra. Và cái bàn thắng đó của trên đường Sancho là thứ sẽ giúp cho những cái điều đấy xảy ra, đúng không? Anh em nhá, tip của tôi là cứ Nguyên Linh chọn ông nào là anh em chơi ngược là có tiền. Đấy, vấn đề là như thế. Em nghĩ thời điểm hiện tại chúng ta sẽ dành 1 phút cho Huy gáy. Thì em cũng vừa bảo với anh Bình ấy là đáng nhẽ là em tính là không cho anh Bình ra sân, nhưng mà thôi thì lỡ anh Bình đã lên đây rồi thì thôi cho anh ấy ra sân trận cuối. Nên là trận đầu tiên thì anh em Hải Phòng là nhường một chút. Và ba trận sau thì là anh Bình đều biết kết quả rồi đấy. Thì kết quả cũng giống như trận vừa rồi thôi. và anh chúc mừng Huy Đồ Sơn. Và thực sự là anh tin em là đúng. Thực sự là như thế. Thực sự là anh tin em không phải bởi vì chỉ đơn giản là muốn rằng là trận đấu của chúng ta có một cái cục diện nó thú vị hơn, hấp dẫn hơn đâu. Mà anh tin em khi mà anh đã nhìn thấy em đá ở tuần trước. Thực sự là như thế. Anh luôn là người tin vào lý trí của mình, chứ không phải là giống như Nguyễn Linh là bởi vì ông Bình B quảng cáo là ông này đánh hay lắm nên là tôi sẽ theo đâu. No. Em ơi Nguyễn Linh ạ, tất cả những thứ như thế này phải tin vào chính mình ấy. Tin vào những thứ gì mà mình nhìn thấy ấy, thì mới có cửa thắng Nguyễn Linh. Tất cả những cái gì mà anh đang nghĩ ra được ngày hôm nay thì nó sẽ là như thế này. Huy Đồ Sơn, em là đại diện cho team của mình, team 15-16 thách thức Bình B ngày hôm nay. Em đã biết được cái hình phạt dành cho Bình B rồi đúng không? Đó là cái cắt cái bộ râu của mình trên livestream. Tức là sau khi mà chương trình đã khép lại, ở đoạn cuối thì Bình B sẽ phải cạo cái râu của mình ở trên livestream này. Trong khi đó Huy Đồ Sơn sẽ làm một cái việc nhẹ nhàng hơn, anh nghĩ là như thế. Sẽ phải để hashtag là Bình B đẹp trai trong tất cả những cái status của mình, cũng như là trên tất cả những cái sản phẩm truyền thông của mình, nếu như em để thua ở trong ngày hôm nay đó. Và cái thời gian mà em sẽ phải chấp nhận đấy là một tuần, em sẽ phải làm điều đó trên tất cả những cái trang Facebook, YouTube hay là TikTok mà em có. Dạ vâng. Đó, nó không dã man bằng Hiếu Hakumen ở tuần trước, bởi vì thực sự là anh tin vào Hiếu Hakumen nhiều hơn. Anh không nghĩ là Team Box sẽ lại có thể thua nên anh bị bực về chuyện đó ấy. Nên là anh mới set một cái kèo rất dã man cho Hiếu Hakumen, nhưng mà kèo đấy của Hiếu Hakumen nó bị sấp lên bởi vì là Hiếu Hakumen đã được gỡ ở trận đấu cuối cùng, em chắc còn nhớ, chính là cái trận đấu của em ấy. Dạ vâng. Đó nên là kèo của Hiếu Hakumen hơi dã man. Nhưng mà kèo của em ngày hôm nay nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, bởi vì em là người khiêu chiến của ngày hôm nay. Trong khi đó thì Bình B chắc chắn là sẽ rất là quan tâm đến trận đấu cuối cùng này, đúng không? Trận đấu thứ 3 thôi, trận đấu thứ 3. Và chắc chắn là hôm nay thì ít nhất sẽ phải có 4 trận. Với cái tình hình như hiện tại, hai bên đang hòa nhau 1-1. Tuy nhiên thì người thứ 3 thi đấu của team tôi có một người mà tôi ra cũng không mấy tin tưởng. Tôi sẽ nói. Các bạn thành nói như vậy có được không anh? Được mà, bởi vì là không, đấy là một chiêu khích tướng của đội trưởng đấy. Bạn Thành Phù thì đấy, nickname của bạn đấy thì anh em biết rồi. Bạn này bạn đá FIFA nhưng mà nghe tiếng bước chân là chính. Đấy. Cho nên là tai bạn rất thính những cái điều mà mình nói thì bạn ấy sẽ nghe và tiếp thu dễ hơn là những cái điều mà bạn ấy nhìn thấy. Và Thành Phù sẽ ra sân để đấu với Quang Anh bên kia nhỉ? Quang Anh. Dạ vâng. Quang Anh thì tôi nhớ là cũng lâu lắm rồi không thi đấu, nhưng mà bạn ấy cũng là một thành viên của team 3Z phải không? Từng là mình từng có gọi là cơ duyên được bình luận một số trận của bạn ấy đá rồi, nhưng mà cũng lâu rồi không gặp. Và tôi thì vẫn khuyên anh em vote cho Thành Mù. Team tôi mà, team tôi. Lần này thì là vấn đề tình cảm thôi chứ không phải vấn đề trình độ. Khá là cân nhưng mà tình cảm thì Quang Anh sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên tình cảm thì điều đương nhiên rồi. Anh chỉ muốn rằng là biết được rằng là anh sẽ phải team Nguyên Linh. Anh rất quan tâm đến để đánh ngược lại hả? Em còn 1.000 nữa thôi, tóc của em sắp xuống rồi Nguyên Linh ạ. Em có thể chơi 300 được
đợi trong câu này, em sẽ chọn giải pháp chuyển lại cái sự dự đoán đầu tiên cho anh Quân. Anh sẽ tin vào thành mù. Anh sẽ tin vào thành mù. Vì sao mà anh tin vào thành mù trong game này? Tại vì đó là game thủ PES chuyển qua. Không, bởi vì là anh thấy thành mù đánh hay thôi. Tuần trước anh thấy thành mù đánh rất hay. Thật sự là như vậy, thành mù đánh rất hay ở trong trận đấu với Huy Đồ Sơn. Mà lúc nãy Huy Đồ Sơn thắng đấy, đánh hay thế, đánh hay, thắng Huy Đồ Sơn thì là cũng hay rồi. Em hửi được cái mùi trận này em không nên nghe anh. Anh rằng thì xin mời em. Anh thì đã có rất nhiều điểm, còn xin mời em. Em sẽ cổ vũ cho thành mù trong ngày hôm nay. Wow. Với 300 điểm. Ok. Và em rất là chắc đấy, chắc cú đấy. Thật sự là như thế. 300 điểm mà cũng chơi phí cả cái bonus của bên Tip Today để cho em ra. Người ta cho để cho vài nghìn điểm một ông, bây giờ ông chơi 300 điểm đầu một. Đầu tiên là em thua 30.000 điểm mà anh. Cảm ơn các bạn quay trở lại với trận đấu cực kỳ tuyệt vời trong ngày hôm nay. Khi mà đây trận đấu mà cả hai các bạn sẽ được thấy webcam của hai game thủ ở dưới luôn. Cực kỳ tuyệt vời khi mà các bạn xem, giả sử các bạn thấy được cái phản ứng của game thủ đó khi mà thua trận hoặc là khi mà thắng trận là như thế nào luôn. Đấy là đôi điều mà tôi rất là thích. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Quang Anh, cái gương mặt này là gương mặt rất là 16, gương mặt rất Hải Phòng. Thật sự là như vậy. Tôi có rất nhiều người bạn Hải Phòng và cái gương mặt này, một cái gương mặt nó rất điển hình cho những chàng trai Hải Phòng. Nó có một cái gì đó sương gió, hơi sương sương một chút, nhưng lại rất lì. Tức là cái gương mặt rất lì đòn này. Và tôi có cảm giác rằng là Quang Anh sẽ mang đến một sự bất ngờ dành cho cá nhân tôi ấy, mặc dù là tôi chưa được xem Quang Anh đá bao giờ cả. Và cái khuôn mặt của thành mù anh có thể nhìn, em có thể dùng cái phương pháp tương tự khi mà phương mặt thành mù là một phương mặt điển hình của một cái cổ động viên Manchester United. Nó rất là giống cái gương mặt của em, anh nói thật. Còn thành mù thì lại rất dị, tức là thành mù sẵn sàng đá cái kiểu nó không giống với một game thủ FIFA bình thường, anh thấy như vậy. Tức là tấn công rất nhiều sự tưởng tượng. Vào lúc này thành mù ghi bàn thì anh không có điểm đâu, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang đặt cửa đúng luôn Nguyên Linh. Wow. Em không thể tin được là có thêm một cái đường truyền, đó không phải là cú sút từ CR7. Em cứ tưởng là CR7 sẽ, mà cho dù CR7 ở trong ngoài cánh sút thì em vẫn nghĩ là có bàn thắng, nhưng mà lúc đó thành mù vẫn có thể truyền thêm một cái đường nữa thì em nghĩ đó là một tình huống hoàn hảo của thành mù. Anh hoàn hảo thật sự em à. Anh vừa nói xong, thành mù là người sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ ở trong những trận đấu FIFA này. Và đó là một tình huống bất ngờ đúng không? Chắc chắn mà là như thế là rồi. Mà cái sự gì mà chắc chắn Quang Anh không thể đỡ được. Không đỡ được. Quả đấy quá dị rồi. Không đỡ được. Lucas Vazquez tốc độ rất tốt. Cơ hội. Đóng hộp trận đấu này. Thành mù quá hay. Quá hay. Thực sự là như thế. Nó hay ở chỗ là có bàn thắng đóng hộp như thế này này, Nguyên Linh. Để chứng tỏ rằng là tôi là người chiến thắng ngày hôm nay. Và đây đó là thứ, và đó là điều mà vì sao mà anh em chúng ta thích bộ môn bóng đá mọi người. Mọi thứ đều có thể diễn ra theo một cái trường hợp xong trận đấu và hoàn toàn khác. Nếu mà lúc đó Quang Anh ghi được một cái bàn thắng trong một cái thế trận đã cực kỳ thuyết phục, mình đã nghĩ Quang Anh đã làm rất là đúng những cái thứ để có thể có được trận thắng ở trong ngày hôm nay. Nhưng mà người chiến thắng lại là thành mù, và đó là cái chiến thắng mà nếu theo trên điểm số thì không thuyết phục thì rất là cách, thì có sự cách biệt ở trong đó. 3-1. Các bạn thì thấy gương mặt Quang Anh vào lúc này không? Có lẽ là những người bạn của Quang Anh đang xem cái stream này cùng với Quang Anh và rất là bực vì thua một trận đấu như thế này. Thực sự là như thế. Nhưng mà còn cái gương mặt lạnh tanh của thành mù, chắc chắn là ngày hôm nay thành mù sẽ hải lên và gáy một điều gì đó. Và tôi nhìn thấy cái gương mặt rất là tinh tướng của Bình B vào thời điểm này rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem cái trận đấu giữa Bình B và Bình B và Trinh. Team Tip Today cho rằng là Bình B bị đánh giá thấp hơn ở trận đấu này đấy. Tức là ai mà vào Bình B thì sẽ ăn ít điểm hơn, trong có ai vào Tiến Trinh thì sẽ ăn nhiều ai vào Bình B thì sẽ ăn được nhiều điểm hơn. Nhiều điểm hơn à. Còn vào Tiến Trinh thì sẽ ăn ít điểm hơn. Và thực sự là vào lúc này tôi như là giết boss đấy. Như là giết boss đấy. Rất băn khoăn. Thực sự rất băn khoăn. Một bên là điểm, một bên là tình cảm. Rất là băn khoăn ở chỗ đó. Bởi vì như các bạn đã biết thì một trong những cái điều mà tôi muốn làm nhất
trong chương trình stream này, đấy là cắt râu của Bình B và cắt tóc của Nguyên Linh. Hôm nay là ngày thứ đã là lần thứ 6 mà anh nói câu này nhưng mà stream em đếm hết đấy. Nhưng mà anh thấy em hèn lắm, nên là cái việc mà cắt được tóc em bảo thế này anh phải nghĩ ra cái kèo khác thôi, chứ em hèn quá, chơi thế ai chơi. vẫn có một em ơi, em ơi, như chuyện này Odin ai lại phải chờ anh đoán trước đúng không? Chờ đoán trước kèo này thì em phải chờ, em không dám manh động. Anh đang có rất nhiều điểm và anh sẽ đặt 3.000 điểm vào Trinh. Anh sẽ đặt 3.000 điểm vào Trinh ở trận đấu này. Nào, xin mời next step. Thuyền Linh. Oh. Thực sự khó khi mà em đang coi như kiểu em nghĩ là Trinh, tại vì em nghĩ là Trinh có nhiều sự quyết tâm hơn. Anh Bình thắng nhiều quá rồi. Nên là Trinh phải cần chứng minh một cái thứ gì đó. Trinh anh sao? À, em sẽ lên đòi Trinh em anh à. À, tức là vẫn phải theo anh đúng không? Rất tội nghiệp cho Bình B, bạn của tôi, người luôn xuất hiện ở chương trình stream cùng tôi và Nguyên Linh. Và cuối cùng anh em bỏ rơi Bình B trong những thời khắc đó. Nó căng thẳng nhất của cuộc chơi này. Rất tội nghiệp nhưng mà thôi, bởi vì chúng ta đang là những người phải giữ những cái thứ gì mình muốn đúng không? Tôi em phải giữ mái tóc của em anh Bình à? Đúng rồi, còn tôi thì muốn giữ cái iPhone 13 Pro Max. Bởi vì là nếu mà có nhiều điểm thì chúng ta sẽ có cái iPhone 13 Pro Max đó. Cảm ơn Tip Today vì đã mang đến những cái món quà rất là tuyệt vời cho cá nhân tôi, cho Nguyên Linh, cho các khán giả đang theo dõi chương trình này. Và chúng ta sẽ vào dự đoán trận đấu này nhé. Mọi thứ đang có trên tiptoday.com và lúc này rất dễ thôi, các bạn đăng ký tài khoản của mình và chọn cái bên mà mình muốn theo. Còn Huy thì sao? Em cảm giác chiến thắng của em ở trận đấu này như nào? Bởi vì đây là một trận đấu rất quyết định, thua là thua. Dạ vâng, mặc dù tính chất trận đấu này quyết định nhưng mà rõ ràng là khi đối thủ là anh Bình thì em tin chắc rằng Trinh của em sẽ thắng rồi. Và trận đấu anh này... không muốn là ngay sau chương trình này em sẽ phải nói một trong những cái lời nó thế nào nhỉ, nó sai trái nhất trong cuộc đời của em. Dạ, vâng. Đó là Bình B đẹp trai và cái hashtag đấy là một trong những cái hashtag dã man nhất trên đời này đó. Thực sự là như vậy và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Bình B và Trinh vào lúc này. Vâng, một trận đấu rất quan trọng, một trận đấu quyết định đến cuối đầu giữa team của Bình B và của Huy Đồ Sơn ngày hôm nay. Đấy là trận đấu giữa Bình B và Tiến Trinh. Tiến Trinh là một đại diện của Box, trong khi đó Bình B thì như chúng ta biết là động chủ của rất nhiều bang chủ khác nhau đúng không? Và chơi rất giỏi các game, mà FIFA thì vẫn là một tay chơi số má và tôi thì chưa bao giờ thấy Bình B thua ở trên chương trình Grand Debate này cả. Chỉ khi mà tôi không xuất hiện ở chương trình này thì Bình B mới thua thôi. Còn tôi chưa bao giờ được chứng kiến trực tiếp Bình B thua trên chương trình này cả. Và ngày hôm nay tôi thử đặt vào một cái cửa Bình B thua xem là mọi thứ nó có sự thay đổi hay không. Nguyên Linh thì vì sợ cắt tóc nên là đang phải theo tôi. Bình B có một nguyên tắc là khi chơi game thì sẽ tắt cái phần voice của chúng ta đi. Hạn chế những đối thủ nhất có thể. Chúng ta là những đối thủ, thực sự là những đối thủ Bình B đúng không, trong trận đấu ngày hôm nay. Và Tiến Trinh thì đang ở trên cổ mình một cái gối rất là êm và cũng đang rất là relax để đối đầu với anh già em đâu Trinh ơi. Chúng ta sẽ được xem một trận đấu vô cùng hấp dẫn khi mà tỷ số thời điểm hiện tại đang là bao nhiêu anh Quân ạ? Tỷ số bây giờ đang là 2-1 nghiêng về team của Bình B. Và nếu mà trận đấu này Bình B thắng, tức là team của Bình B thắng. Còn nếu Tiến Trinh thắng thì chúng ta sẽ có tỷ số hòa và bắt buộc phải có một trận playoff thôi. Đúng không? Đúng vậy. Và các khán giả có muốn xem playoff không ạ? Các bạn có thể comment cái ý kiến của mình vào thời điểm này. Bình B là team nào đây ạ? Nguyên Linh. Bình B là Daily Ball Store, đó là màu trắng bên phải anh à. Ok, Bình B là Daily Ball Store. Ok, Rijkaard, Pogba, Van Nistelrooy rồi. Gullit qua rồi. Wow, ôi Nguyên Linh ơi, là Nguyên Linh ơi. Thierry Henry ghi bàn, rất hay, rất tuyệt vời, rất đẳng cấp. Quả bóng cho thấy được đẳng cấp rất cao của Bình B. Tình huống rất là hay khi mà Gullit có một cái tình huống chặn
một tình huống DC cực kỳ hợp lý, cực kỳ hợp lý. Chứ khi một cái tình huống không thể nào bên bay hơn một cái tình huống chuyền bóng đi sang bên kia. Nguyễn Linh ơi, anh dùng 3.000 điểm để lừa em ấy. Anh biết chắc là em sẽ đi theo anh mà. Cố lên trên ơi. Đá rất ấn tượng. Nhìn cách đá của Bình B ngày hôm nay vẫn mang đến cho người ta cảm giác rất thỏa mãn. Makele đánh đâu? Tại sao mà Bình B không đi đá giải vào thời điểm này nhỉ? What? Thì cái đó hồi nãy em hỏi anh Bình ấy. Đúng không? Trình độ này đá giải ok. Trận đấu sẽ chưa thể kết thúc nếu em đội trưởng vô chỉ cho đá trong những cái lúc khó khăn như thế này nè, khi mà đội trưởng chuyên gỡ Balak làm gì không có quả phản góc mà thôi, không chuyên được. Đáng lẽ ra anh biết là em đã đặt cửa Bình B rồi nhưng mà không hiểu tại sao 30.000 điểm 30.000 điểm như em có tuần trước. Không vào em ơi, cơ hội rất là đẹp. Son Heung-min rất đẹp, không vào. Quá đáng tiếc, đá thẳng vào chân hậu vệ của đối phương. Đó chỉ là một, có thể lý giải là một tình huống may mắn của Bình B mà thôi. Làm gì đây? Quả tạt ư? Không thể đánh đầu. Và hiệp 1 trận đấu khép lại. Tiến Trinh đang bị dẫn với tỷ số 0-1. Team anh em Hải Phòng đâu rồi? 15-16 đâu rồi? Vào cổ vũ. Team anh em Hải Phòng đâu rồi à? Sao anh em Hải Phòng, các bạn có thể cho giúp một cái sự tự tin cho Tiến Trinh cố gắng ở trong ngày hôm nay được không? Con team của Nguyên Linh đâu ạ? Các khán giả của Nguyên Linh đâu ạ? Các bạn bây giờ đã rụng rồi này. muốn vào nhìn thấy Nguyên Linh bị cắt tóc không ạ? Và chuẩn bị chỉ sau 45 phút nữa thôi là Nguyên Linh sẽ bị cắt tóc rồi. Tôi rất là muốn nhìn thấy bà xã của Nguyên Linh vào thời điểm này để chuẩn bị làm cái việc mà tôi dù không mong muốn một chút nào nhưng mà nó phải xảy ra ở chương trình stream này. Quy Đồ Sơn và Nguyên Linh đang thở dốc. Anh em comment rất vui và thể nào để đọc comment anh em vui thật sự luôn. Son, ôi dồi ôi. Trời ơi, nhưng mà còn không ăn nữa kìa em. 2 phần 3 thời gian trận đấu đã trôi qua phút thứ 60 của trận đấu rồi mọi người. Varan CB đang ép Son lên. Wow. Ôi, chuyện quá hay ở Son Bio. Trời ơi, Son Bio. Chuyện là đúng rồi nhưng mà bị cắt. Đau ở chỗ đấy em hiểu không? Gullit phản công. Vỡ mồm rồi, vỡ mồm rồi. Vỡ mồm rồi. Nope. Thôi. Sao lại không đá vào quả đấy? Trời ơi. Rất đáng tiếc cho cú đá ở cự ly. Trời ơi. Cự ly này mà không vào, anh nói thật với Nguyên Linh chứ. Em vẫn còn cửa giữ lại bộ tóc đấy. Ông ở đây, cái này anh nói với mẹ tôi chứ. Em hứa trong đợt này lỗi Huy chứ chắc là anh không ra Hải Phòng Huy ơi. Đang thua gặp Bình B đá cay thật sự. Và bên Espen FMBF cơ hội. Xong. Xong phim. Đóng hòm. Out. Tôi nói thật là bây giờ tôi đang nhìn thấy gương mặt của Huy Đồ Sơn vào thời điểm này. Không có gì để comment cả. Bánh mì nhúng nước. Còn Nguyên Linh ư? Nguyên Linh xin phép vợ đi còn gì nữa. Vợ bây giờ đã có thể xuất hiện rồi, ở trên sim rồi. Chả hả này. Anh nghĩ rằng là để có thể thách thức team Bình B vào thời điểm này sẽ là một team cực mạnh ở Việt Nam và các bạn có thể cho tên của một cái team nào để có thể thách thức được team Anh Bình không mọi người? Đúng rồi, các bạn hãy comment giúp tôi được không ạ? Để tôi phải tìm ra một cái team để có thể giết team Bình B vào thời điểm này chứ không thể để ngông nghênh và thu hết tiền của tôi vào thời điểm này được. Thế là 2 triệu lại rơi vào túi của team Bình B rồi. Oh no. Huy Đồ Sơn ơi, một tuần nữa sẽ trải qua với em, nó kinh khủng, nó còn dã man hơn cái gì mà em đã phải trải qua sau một tuần vừa rồi đúng không? Em thực sự là không thể tin vào mắt mình được và không thể nghĩ rằng mình sẽ phải làm cái gì trong một tuần sắp tới nữa. Nhưng mà tính của em thì không thể nói dối lòng được, nhưng mà em lại bắt buộc em phải nói dối lòng như vậy. Thật sự là khó, quá khó cho em rồi. Một trong những cái sự dối trá nó khốn nạn nhất trên đời này là mình mê đẹp trai rồi, thật sự. Những cái gì mà không thể tưởng tượng được nó lại sắp xảy ra. Nụ cười của Bình B, nụ cười của anh là nỗi đau của Huy Đồ Sơn và nỗi đau của Nguyên Linh. Thực sự anh rất xin lỗi Nguyên Linh nhưng mà rất tiếc. Mọi sai lầm đều phải trả giá thôi, không còn cách nào khác. Tất nhiên em tôn trọng cuộc chơi nè.
Em hello mọi người nhé. Hello, hello. Hello. Chào Ý à. Tại sao mà anh phải rất là mong muốn là trai đẹp không vậy? Tại sao mà anh muốn em xuất hiện ở chương trình này? Bởi vì em là người duy nhất vào thời điểm này có thể giúp anh làm được một cái việc. Đấy là cắt tóc của Nguyên Linh. Ở trên chương trình stream này thì có hai việc mà anh muốn làm nhất. Đấy là cắt râu của Bình B và cắt tóc của Nguyên Linh. Thì ngày hôm nay anh không làm được cái việc cắt râu của Bình B vì Bình B thắng. Trong khi Nguyên Linh thì thua. Chính vì thế là em sẽ phải làm cái việc giúp bọn anh là cắt tóc của Nguyên Linh. Cắt một xíu thôi cũng được. Để gọi là Nguyên Linh phải chịu phạt trong cái cuộc chơi như này. Đàn ông mà, dám làm phải chịu thôi. Không, giờ em cũng đã đề cập, giờ em cũng đã phàn nàn khá là nhiều về mái tóc của em. Nên hiện tại giờ em rất là vui. Em có thể comment về cái mái tóc này được không? Mái tóc này của em hả? Không, vợ em, không phải em. À, lúc đầu thì thấy ghê lắm anh, nhưng mà bây giờ em thấy quen rồi. Ý là bây giờ cái màu nó nhả ra á, nó ok hơn. Chứ hồi lúc đầu thì thấy không quen, lúc đầu là con gái của em kiểu là nhìn mà kiểu là khóc luôn, mà kêu là sợ daddy luôn. Mặc dù bình thường là không bao giờ sợ daddy nha. Hôm đó là sợ daddy rồi cái stay the way, đi ra, con không có chơi với daddy. Và ngày hôm nay thì em sẽ hình dung ra xem là em sẽ cắt cái tóc này như thế nào để chồng em nó vẫn đẹp. Đâu, em cắt nhẹ nhẹ đấy thôi. Dạ thôi. Chắc là em sẽ cạo nè. Cạo hai bên xong rồi cái phần này em cái gì nhẹ hơn. Thôi, ý là tham khảo thôi. Em cũng cười thật á. Phải tận tâm không? Quá có tâm. Anh rất thích điều đó. Thực sự là như thế. Rất là thích điều đó từ vợ của Nguyên Linh. Cái gì nó phải đàng hoàng đúng không? Thua là mình phải trông nó. Mình phải chịu phạt một cái đàng hoàng. Và em có thể đi chuẩn bị đồ nghề vào lúc này đúng không ạ? Bọn anh đang rất là chờ đợi chuyện đó. A few moments later. Ok. Em cứ bắt đầu đi và bọn anh sẽ bình luận về hai bên này thôi. Hai giây mỗi bên thôi. 1 2 1 2. 2 giây. Đừng chết rồi em ơi. Nhẹ thôi. anh đã nhìn thấy một vết ở trên một vết ở trên tóc của Nguyên Linh rồi. Nhưng mà nó kiểu nó bị nhấp nhô. Rồi xong, giữ vậy được không? Xong rồi. Nhưng mà nhìn nó giống như là bị bệnh á. Tại vì em cắt mãi đấy. Em cắt hoài luôn đó. Không, tức là nếu mà như vậy em cắt chỗ đều giúp em sẽ bỏ một bên được. Nhưng mà nói chung một bên em được cắt nhiều quá. Em cắt tay bị một bên này là xong rồi. Khán giả chương trình này đang comment là làm thế nào vậy? Hãy cắt cái phần trắng đi. Dạ em tay nghề thì em biết, nhưng mà được cái rất là tự tin. Ok, anh rất là tự tin cắt. Anh rất thích cái sự tự tin đó, và rõ ràng là chúng ta đã được chưa? Tao anh mà đó, cũng đẹp trai. A few inches later. Ok, bình tĩnh em. Rồi xong rồi. Em bình tĩnh em à. Đây phải chương trình cây kéo vàng em ạ. Rồi bye bye mọi người, cái rồi xong mình ra thôi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em rất nhiều vì điều đó. Cho anh nói một điều gì đó với cả vợ của Nguyên Linh không? Nè. Cho anh nói. Anh Quân nói. Cảm ơn em rất nhiều vì những gì mà em đã làm ngày hôm nay. Thật là tuyệt vời. Vì điều đó là bọn anh đã được relax rất là nhiều. Anh chưa bao giờ vui như thế. Thật sự là như vậy. Cảm ơn em rất là nhiều vì điều đó. Và hy vọng rằng là em sẽ một ngày nào đó xuất hiện ở đây và cắt nốt cái phần tóc trắng của Nguyên Linh. Chắc chắn là anh rất muốn điều đó xảy ra ở trên chương trình này. Có lẽ là những khán giả ở chương trình này cũng rất muốn điều đó. Rất là cảm ơn em. Cô gái rất là xinh đẹp, tươi tắn. Và thực sự Nguyên Linh là rất là may mắn khi có một cô vợ như thế này. Dạ, rồi, ok, cảm ơn anh Quân nhiều nha. Cảm ơn mọi người, bye bye, bye bye các anh. Chúc mừng Nguyên Linh vì đã thoáng cái đầu hơn một chút. Hashtag ngày hôm nay là Huy Đồ Sơn anh ạ. Bây giờ anh sao anh trách em, bây giờ em đã cố hết sức rồi. Nhưng mà bây giờ thì có những lúc thì mình
cố gắng thôi là chưa đủ anh ạ. Vì cái bộ căn bản là em cũng nghĩ là nếu mà anh Bình mà không có dâu thì sẽ không ai gọi là anh Bình Be cả. Và thế nên là em cũng bảo anh em là thôi đái nào để bà. Anh Bình giữ lại một chút dâu. Ok. Kể cả khi mà Nguyên Linh không còn tóc thì Nguyên Linh vẫn là Nguyên Linh mà em. Đúng rồi, chính xác. Anh không có dâu không vấn đề gì cả. Nhưng mà anh rất là respect, anh rất là respect Nguyên Linh và vợ của Nguyên Linh, respect. Rất là tôn trọng cái chuyện đó. Bởi vì là Nguyên Linh dám hứa dám làm và dám làm điều đó ở trên stream này, đấy là một điều rất là tuyệt vời. Và thực sự với bản thân anh ấy là anh rất là respect với ở chuyện đó. Cảm ơn Nguyên Linh rất là nhiều vì điều đó, vì không phải là tôi mang bạn ra để mua vui đâu, mà thực sự là tôi thấy rằng là bạn dám làm dám chịu ở trên chương trình này, đấy là một điều rất là tuyệt. Em cũng có, cho dù em không đá nhưng mà ngày hôm nay em biết em là nhân vật nổi bật nhất mà. Còn chúc mừng team Bình B một lần nữa, lại có thêm 2 triệu nữa, lại giữ được bộ râu của mình. Và thực sự khi mỗi khi một tuần mà lại gặt hái được những thành quả như thế này thì thực sự là anh em đúng là có tiền cà phê uống nước ăn phở cả tháng đúng không? Rất là vui về chuyện đó. Và chắc chắn là Bình B sẽ có những cái món quà đặc biệt dành cho những gamer của mình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.